Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức. Sau đây sẽ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Quý vị đừng quên like, share, nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất nhé. Từ đầu đường sáu chợ, loạt sao đã vươn lên tỏa sáng. Muốn có được thành công, các sao nổi tiếng đều phải đánh đổi bằng nhiều mồ hôi, công sức. Đặc biệt với những ngôi sao có một xuất phát điểm gian khổ, thì những nỗ lực bỏ ra lại càng phải nhiều hơn gấp bội. Halle Berry. Ít ai biết rằng cái tên Halle của Halle Berry bắt nguồn từ tên một cửa hàng bách hóa trong khu phố gần nhà. Sinh ngày 14 tháng 8 năm 1966, là nữ diễn viên người Mỹ, cựu người mẫu thời trang và nữ hoàng sắc đẹp. Berry đã đoạt một giải Emmy, giải Quả Cầu Vàng, giải SAG cùng giải NA, ACPI Maze cho phim Introducing Dorothy Dandridge và đoạt một giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, đồng thời cũng được đề cử cho giải BAFTA năm 2001 cho vai diễn của chị trong phim Monster's Ball, trở thành nữ diễn viên người Mỹ gốc Phi đầu tiên và tính tới năm 2017 là phụ nữ Mỹ gốc Phi duy nhất đã đoạt giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Chị là một trong số nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất ở Hollywood và cũng là phát ngôn viên của hãng mỹ phẩm Revlon. Chị cũng đã tham gia vào sản xuất trong nhiều phim của mình. Tuổi thơ của Halle Berry thì ngập tràn trong cảnh bố đánh đập mẹ, và đến khi Halle 4 tuổi thì ông bố vũ phu này cũng bỏ rơi cả gia đình. Sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi nhan sắc cấp trường, Halle Berry chuyển tới New York và tự mình bươn trải cuộc sống, dù phải tạm trú ở những địa chỉ dành cho người vô gia cư. Sau đó, Halle Berry làm hầu bàn, nhân viên pha chế và vẫn kiên trì nuôi mộng thành danh bất chấp việc bị đánh trượt thử vai vô số lần. Với phim Frankie and Alice, trong đó chị đóng vai Frankie Murdoch, một phụ nữ trẻ người Mỹ đa sắc tộc bị chứng rối loạn căn tính phân ly, cố đấu tranh để bảo toàn con người đích thật của mình và không nhận một nhân cách chủng tộc thay đổi. Chị đã được nhận giải của Hiệp hội các nhà phê bình phim Mỹ gốc Phi cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và được đề cử cho giải Quả Cầu Vàng cho nữ diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất. Berry là một trong các nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất ở Hollywood, chị kiếm được 10 triệu đô la mỗi phim. Tháng 7 năm 2007, chị đứng đầu danh sách 40 nhân vật nổi tiếng, phi thường nhất thế giới, của tạp chí In Touch. Ngày 3 tháng 4 năm 2007, tên của chị được in trên đại lộ danh vọng Hollywood, trước mặt Kodak Theatre, tại 6801 đại lộ Hollywood, cho các đóng góp của chị vào kỹ nghệ điện ảnh. Sylvester Stallone. Sylvester Stallone đã phải chịu những bất hạnh từ khi mới sinh, do bị bác sĩ sản khoa làm hỏng một dây thần kinh trên gương mặt, khiến cho Sylvester Stallone bị tê cơ mặt, môi dưới bị trễ xuống và khó có thể nói chuyện bình thường. Suốt những năm tháng đi học, Sylvester Stallone đã bị nhiều bạn học bắt nạt, và sau này, Sylvester Stallone chỉ kiếm được công việc làm gác cổng, dọn chuồng cho một sở thú. Vì quá túng quẫn không đủ tiền thuê nhà và phải lang thang ngoài đường suốt 3 tuần trời, nên Sylvester Stallone từng phải nhận lời đóng phim người lớn với mức thù lao bèo bọt là 200 đô la Mỹ. Cùng quẫn hơn, anh đã phải bán đi chú cho yêu quý của mình cho một người lạ gần một quán rượu với giá chỉ 25 USD. 2 tuần sau, Stallone vô tình xem được trận đấm bốc giữa hai võ sĩ Muhammad Ali và Chuck Wepner. Trận đấu này là tác nhân thay đổi cuộc đời ông từ đó. Kịch tích của trận đấu đã truyền cảm hứng cho Stallone viết nên kịch bản phim sau này vô cùng nổi tiếng, Rocky. Ông hoàn thành kịch bản sau 20 giờ liên tục viết, dòng chữ tuôn trào đầy cảm xúc. Ông đem chào bán Rocky và nhận được phản hồi từ một nhà làm phim, đồng ý với mức giá 125.000 USD cho kịch bản 20 giờ viết đó. Nhưng Stallone kèm một yêu cầu khi bán, ông sẽ đóng vai chính trong bộ phim đó. Và tất nhiên là nhà làm phim đã từ chối. Sau rất nhiều thương lượng, kịch bản đã được nhà làm phim mua lại với giá chỉ còn 35.000 USD. Bản thân ông lao vào tập luyện không ngừng nghỉ trong khoảng nửa năm để có vóc dáng như một võ sĩ quyền Anh thực thụ. Đôi chân mỏi rã rời do tập chạy, những đốt ngón tay sưng vù do tập đấm. Tất cả những đau đớn đó đều được Stallone chấp nhận hy sinh vì một Rocky. Bộ phim sau đó trở thành hiện tượng phòng vé, thu về tới 225 triệu USD trên toàn cầu và trở thành bộ phim ăn khách nhất năm 1976. Không chỉ thành công rực rỡ về mặt thương mại, tác phẩm này còn được đề cử 10 giải bao gồm cả phim hay nhất. Nhân vật Rocky trở thành một biểu tượng văn hóa, một tấm gương về sự vươn lên và sau này còn được dựng tượng tại thành phố Philadelphia. Sylvester Stallone trở thành người đầu tiên kể từ hai huyền thoại Charlie Chaplin và Orson Welles được đề cử Oscar cho nam diễn viên chính lẫn biên kịch. Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald mồ côi mẹ vào năm 14 tuổi, rồi nhanh chóng được đưa vào trại trẻ mồ côi và sau đó trở thành người vô gia cư. Trong lần đầu tiên tham gia cuộc thi hát, Ella Fitzgerald nhanh chóng gây được ấn tượng, dù trước đó Fitzgerald chưa hề được đứng trên sân khấu và cũng chẳng có nổi một bộ váy tươm tất.
sinh ngày 25 tháng 4 năm 1917, mất ngày 15 tháng 6 năm 1996. Bà là nữ ca sĩ nhạc gia người Mỹ. Trong sự nghiệp ca hát kéo dài 59 năm, bà đã giành 14 giải Grammy, được Tổng thống Ronald Reagan trao tặng huân chương nghệ thuật quốc gia và Tổng thống George Bush trao tặng huân chương tự do của Tổng thống. Bà thường được gọi bằng danh hiệu đệ nhất phu nhân của ca khúc First Lady of Song, Nữ Hoàng gia và Lady Ella. Bà đã được ghi nhận cho sự trong trẻo của giai điệu, ngôn từ hoàn hảo, phân nhịp và ngữ điệu và khả năng ứng tác. Ella Fitzgerald sinh ra tại Newport News, Virginia. Bà là kết quả của cuộc hôn nhân không hôn thú giữa William và Temperance, Tempe Fitzgerald. Cha mẹ bà chia tay ngay sau khi bà ra đời và mẹ bà chuyển tới Yonkers, New York sống với bạn trai là Joseph da Silva. Năm 1932, mẹ bà chết vì một cơn đau tim. Vì cú sốc này, bà học hành sút hẳn và thường xuyên bỏ học. Bà bị cha dựng lạm dụng và được một người dì nhận nuôi. Bà từng giữ chân cảnh giới cho một nhà chứa và chạy việc vặt cho những chùm số để có liên quan đến mafia. Khi nhà chức trách bắt được bà, đầu tiên họ gửi bà tới trại trẻ mồ côi ở Riverdale, Bronx. Sau đó, vì trại trẻ mồ côi quá tải, bà đã được chuyển đến trường giáo dưỡng dành cho nữ ở Hudson, New York. Cuối cùng, bà bỏ trốn và sống lang thang một thời gian. Ngày 21 tháng 11 năm 1934, bà bắt đầu bước vào nghiệp ca hát ở nhà hát Apollo ở Harlem, New York. Ella Fitzgerald đã đoạt 14 giải Grammy, bao gồm giải cho giọng ca gia hay nhất, giọng ca pop hay nhất, trình diễn xuất sắc nhất, album xuất sắc nhất và giải thành tựu trọn đời. Bà còn được trao tặng nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý khác như Chủ tịch danh dự của Martin Luther King Foundation năm 1967, giải thưởng thành tựu trọn đời Bing Crosby năm 1967, huy chương danh dự của Trung tâm Kennedy năm 1979, giải thưởng Lord và Taylor Rose vì những đóng góp xuất sắc cho âm nhạc năm 1980, huân chương nghệ thuật quốc gia năm 1987, huân chương văn học nghệ thuật Pháp năm 1990. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, danh hài vĩ đại nhất thế kỷ 20, kỳ thực lại lớn lên trong cảnh hết sức khốn khó, do bố mất sớm, mẹ lại mắc bệnh tâm thần. Cậu bé Charlie Chaplin từ nhỏ đã phải bươn chải kiếm sống, làm từ nghề giao báo, phụ tá cho bác sĩ và cả xẻ gỗ. Đến năm 14 tuổi, Charlie Chaplin có được một vai diễn nhỏ tại nhà hát và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất phi thường của mình. Năm 1889, ông Charlie Spencer Chaplin sinh ngày 16 tháng 4 năm 1889. Ông là đứa con duy nhất của cặp vợ chồng ca sĩ Charlie Chaplin, cha và Hannah Hill. Không có giấy tờ khai sinh nhưng Chaplin tin rằng mình sinh ra ở phố Đông, Wandsworth, thuộc Nam London. Cha mẹ ông cưới nhau 4 năm trước đó, và Hannah từ trước đã có một đứa con trai ngoài giá thú tên là Sydney. Vào lúc Chaplin chào đời, cha mẹ họ đều là những nghệ sĩ rạp hát. Hannah, con gái một người làm giày, đã có một sự nghiệp ngắn ngủi và ít thành công dưới nghệ danh Lily Harley, trong khi Charlie Cha, vốn là con trai một người hàng thịt, là một ca sĩ nổi danh. Hai người ly thân từ khoảng năm 1891. Năm 1892, Hannah có một đứa con thứ ba, George Wheeler Dryden, với nghệ sĩ rạp hát Leo Dryden. Đứa trẻ được Dryden đem về nuôi khi mới 6 tháng tuổi và chỉ tiếp xúc với Chaplin 30 năm sau đó. Tuổi thơ Chaplin chất chứa nhiều khó khăn và nghèo đói, làm cho đường công danh về sau của ông trở thành câu chuyện từ nghèo đói tới giàu sang, kịch tính nhất từng được biết tới, theo người viết tiểu sử David Robinson. Những năm đầu đời, Chaplin sống với mẹ và anh trai Sydney ở quận Kennington của London. Hannah không có kế sinh nhai nào ngoài việc chăm sóc trẻ em và may áo, còn Chaplin cha thì không chu cấp gì cho con trai. Khi hoàn cảnh khốn khó quá, Chaplin, lúc đó lên 7 tuổi, bị gửi vào một trại tế bần. Hội đồng sao thoát đưa cậu vào trường quận trung tâm London, dành cho những người bần cùng, thời gian mà Chaplin nhắc lại như một sự tồn tại trơ trọi. Cậu được đoàn tụ với mẹ 18 tháng sau, trước khi Hannah phải đưa cả nhà vào lại trại tế bần tháng 7 năm 1898. Hai đứa trẻ được gửi tới trường Knockhole, một cơ sở dành cho trẻ em bần cùng khác. Tháng 9 năm 1898, mẹ Chaplin phải vào trại tâm thần Kenhill. Bà đã trở nên loạn trí có lẽ là do nhiễm bệnh giang mai và kém dinh dưỡng. Trong 2 tháng Hannah ở đó, Chaplin và anh trai Sydney đến sống với người cha mà trước đó họ ít khi biết tới. Charlie cha khi đó đã trở thành một người nghiện rượu nặng và đã đối xử bạo ngược với hai đứa con, đến nỗi đại diện Hiệp hội chống ngược đãi trẻ em quốc gia phải tới làm việc. Cha Chaplin mất 2 năm sau đó ở tuổi 38 do bệnh xơ gan. Chaplin đã nhận nhiều giải thưởng và vinh dự, đặc biệt là vào những năm cuối đời. Vào dịp năm mới năm 1975, ông nhận tước hiệp sĩ KBE, đế chế Anh. Ông cũng nhận các bằng tiến sĩ văn chương danh dự từ Đại học Oxford và Đại học Durham trong cùng năm 1962.
Năm 1965 ông cùng Ingmar Bergman đồng nhận giải giải Erasmus, và vào năm 1971 ông nhận bắt đầu bội tinh từ chính phủ Pháp. Từ công nghiệp điện ảnh, ông nhận một giải giải sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice năm 1972 và giải thành tựu trọn đời từ Hiệp hội phim Trung tâm Lincoln cùng năm, giải thứ hai từ sau trở đi dành riêng cho các nhà làm phim và đổi tên thành giải Chaplin. Chaplin cũng nhận được một ngôi sao trên đại lộ danh vọng Hollywood năm 1970, vinh dự này bị nhiều lần bị trì hoãn do các quan điểm chính trị của ông. Chaplin nhận 3 giải Oscar, một giải danh dự cho phim The Circus năm 1929, một giải danh dự khác cho cống hiến không ngừng cho điện ảnh nói chung năm 1972 và một giải cho nhạc phim xuất sắc nhất năm 1973 cho Lam Lai. Chia giải với Jay Rus và Larry Russell, ông cũng nhận được các đề cử cho các hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất, kịch bản gốc xuất sắc nhất và phim xuất sắc nhất với tư cách nhà sản xuất từ phim The Great Dictator, và nhận được một đề cử kịch bản gốc xuất sắc nhất cho Mercy of the Deus, cũng mang đến cho ông giải cho nam diễn viên xuất sắc nhất của hội phê bình phim New York. 6. Vai diễn trong The Great Dictator năm 1940 cũng mang đến cho ông giải cho nam diễn viên xuất sắc nhất của hội phê bình phim New York. 6 trong số các phim của Chaplin được chọn để bảo quản trong Viện Lưu trữ phim quốc gia Hoa Kỳ của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ: The Immigrant 1917, The Kid 1921, The Gold Rush 1925, City Lights 1931, Modern Times 1936 và The Great Dictator 1940. Chris Pratt. Chris Pratt từng phải sống lang bạt trên một chiếc xe tải và phải bán vé làm thêm cũng như trở thành vũ công thoát y để kiếm sống. Rất may mắn là sau đó, Chris Pratt đã được chú ý và có cơ hội góp mặt trong một bộ phim truyền hình để rồi dần nỗ lực phấn đấu trở thành tài tử hạng A như hiện nay. Christopher Michael Chris Pratt, sinh ngày 21 tháng 6 năm 1979, là một diễn viên người Mỹ được biết đến bởi những vai diễn trên truyền hình, gồm vai Brian Abbott trong Everwood và Andy the Wire trong Parks and Recreation. Khởi nghiệp diễn xuất từ những vai phụ trong các phim chính thống như Wanted, Bride Wars, Jennifer's Body, Moneyball, Watch the Number. Pratt lớn lên ở Lake Stevens, Washington, nơi anh từng đoạt giải 5 cuộc thi đấu vật khi còn là học sinh trung học. Pratt bỏ học cao đẳng cộng đồng sau một học kỳ, sau đó anh làm nhân viên bán phiếu giảm giá và vũ công thoát y vào ban ngày, đêm về thì anh thành kẻ vô gia cư ở Maui, ngủ trong xe và liều trên bãi biển. Pratt kể với The Independent, thật tuyệt khi trở thành người vô gia cư. Chúng tôi chỉ nhậu nhẹt, hút cỏ và làm việc vài giờ, chỉ đủ để mua khí đốt, thực phẩm và bộ đồ câu cá. Pratt gặp nữ diễn viên Anna Faris trong bộ phim Take Me Home Tonight vào năm 2007. Hai năm sau họ đính hôn và sau đó tổ chức hôn lễ tại Bali vào ngày 9 tháng 7 năm 2009. Tháng 8 năm 2012, cả hai có con trai đầu lòng Jack. Tuy nhiên, cả hai đã ly hôn vào năm 2017. Anh công khai hẹn hò với nhà văn Katherine Schwarzenegger vào ngày 13 tháng 12 năm 2018, đính hôn một tháng sau đó và hôn lễ được tổ chức ở Montecito, California ngày 10 tháng 6 năm 2019. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên like, share và nhấn đăng ký để ủng hộ cho kênh tin tức. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của kênh.